Hi, chào mọi người, mình là Dương. Mọi người. Thì hôm nay mình có một thử thách cho cu đây. Là ăn chanh nè. Đây thử thách ăn chanh nè. Ăn trái này 15.000. Trái này 20, trái này 40, trái này 50. Rồi, bắt đầu nha. Đi. Rồi, 15 trước đúng không? Quất. Không có thời gian này. Không, muốn ăn như ăn luôn. Ăn ơi. Ờ, dễ hột đúng không? Vô. Ừ, dạ không? Không. Nuốt luôn, nuốt luôn. Chết không? Nuốt dở luôn. Sao nuốt? Đắng không? Đắng. Ờ, không được. Cơ. Thứ hai. 40. Trời ơi. Hết não rồi. Điều nước rồi các bạn. Đang thử thách trong không gian như thế này. Dạo vòng mọi người coi nè. Đâu? Chua quá hả? Chua chắc mà. Tiếp tục không? Không. Rồi được B5 nghe. Đây, tiêu tiêu nha. Đó, B5. Được, mà anh mừng rồi. Vui không, vui không? Vui cách giờ uống trà sữa. Ê, dắt gái đi chứ. Không. Đi mình hả? Ê. Chào. Gần đây chết rồi khó.